giống bắp siêu ngọt Nova, giống có xuất xứ từ Thái Lan, được phân phối bởi công ty Nova Việt Nam. Đặc trưng của giống bắp siêu ngọt là hạt kín đầu trái, trái to, dài, hạt màu vàng, năng suất cao, chất lượng ăn ngon, mềm, ngọt, thích hợp ăn tươi và chế biến. Thời gian thu hoạch ngắn, từ 65 đến 68 ngày, giống trồng được quanh năm, tùy theo thời vụ địa phương. Lượng giống trung bình từ 0,5 đến 0,7 kg trên 1.000 m². Mật độ gieo trồng, hàng khách hàng từ 65 đến 70 cm, cây các cây từ 20 đến 25 cm, gỗ là 50 g, mỗi 50 g thì khoảng tầm 350 hạt. Mặt sau bao bì ghi thông tin công ty, độ nảy mầm, hạn sử dụng. Bạn nên đặt giống thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Chào tạm biệt.